Quý vị thân mến, hiện tại sáng hôm nay hai vợ chồng Phú Thọ quay trở lại thăm cô Thọ này quý vị. Đây, cô đang bán đây quý vị. Cô Thọ hôm qua ở nhà đi mua thuốc uống hả cô Thọ? Hôm nay đỡ chưa? Đỡ mà cũng còn chóng mặt á. Còn hơi chóng mặt hả? Bị dán đi sợ nghỉ mất mối á. Dạ. Yeah. Nghỉ nhiều ngày quá là mất mối thật á chứ. Dạ nổi. Dạ. Ủa hôm nay cô Thọ không lấy bắp bán hả? Bệnh rồi không có bán được nhiều. À không có bán được nhiều. Bán nhiều. Dạ. Đang bánh mì giờ hả cô? Mua miếng mì ăn với cháo mà ăn nổi nè. Đây quý vị muốn ăn bánh nào thì đến xe bánh của cô Thọ nha. Đó. Hôm nay cô Thọ mệt á, cô Thọ không có lấy thêm bắp. Như mọi bữa thì cô Thọ có lấy thêm bắp. Tại vì hôm trước thì Phú ta có dán cho cô Thọ một lần rồi quý vị, dán nguyên tấm ở đây một lần rồi. Nhưng mà cái kích thước nó không có vừa với lại không có số điện thoại của cô Thọ, thì bây giờ cô Thọ có số điện thoại rồi nên phụ ta in cái khác để phụ ta dán lại cho cô Thọ quý vị ơi. Hôm qua thì cô Thọ nghỉ bán tại vì cô bị bệnh, hôm nay cô bán lại thì phụ ta mới qua dán được cho cô. Thôi được cái đó Thành đó. Để cô Thọ coi có đẹp không nè. Đó, có số điện thoại luôn. Đó. Đây, đây cô Thọ có số điện thoại rồi nha quý vị. Quý vị nào mà muốn ăn bánh thì gọi cho cô Thọ nha. 0901 731 792. Đó. Quý vị nào muốn ăn thì có thể liên hệ với cô Thọ. Thì bây giờ cô ta sẽ dán cái này vào cho cô Thọ quý vị. Can can ở đây nè. Giúp con với nha. Đó, đi luôn. Con này xuống này. Đó. Sức sức quá rồi. Sao lại vậy vậy? Đây là đẹp điện của lộ ha. Đẹp không chú? Hả? Đẹp không? Đẹp. Bắp bánh, bắp bánh, bắp bánh. Bắp bánh hả? Bánh hả? Dạ, rồi bây giờ để con luộc ở bên đây. Cái này mà mình làm lỡ có nước nó chắc không? Dạ không, tại vì ở ngoài nó còn cái lớp ni lông Khoan. Ở ngoài nó còn lớp ni lông á. Cô hỏi chồng cô hay rửa xe á? Dạ, cô cứ rửa tự nhiên. Thank you.
Đây vậy, hôm nay Phú Thái dán cái tấm này cho cô Thọ nhưng mà dán cũng không được đẹp lắm quý vị. Tại hình như mình không có cái khò với lại không có cái dụng cụ để mà gạt á, nên nó cũng còn những cái lỗ như vậy nè, cái lỗ hơi á. Tại vì mình cũng nghiệp dư nên nó còn những cái lỗ hơi như vậy. Nhưng mà dù sao thì cũng đẹp quý vị. Nãy giờ nắng cái này ra mà nắng hoài bông tay luôn á. Cái này bây giờ có cái máy khò quý vị, khò hơi á, mình khò qua một chút xíu là nó sẽ dính vào hết à. Sao hả? Quý vị thấy vừa đẹp ha, nhưng mà dáng không có đẹp thôi. Đẹp không cô Thọ? Con sợ không đẹp vì quý đó thôi. Cái này nó thẳng rồi. Tối rồi chạy vô mấy cô luôn nha. Dạ. Tối rồi chạy vô mấy cô luôn. Chú cứ gọi Phú Thái ăn bánh cua hoài. Hai bánh cua 70, có 30 luôn. Đây, quý vị nhớ lại số điện thoại của cô Thọ nha. Này bán được không anh? Cái gái được em. Dạ. Anh chùa quá bánh canh đó quý vị. Hy vọng sau khi mà có cái tấm này rồi á, cô Thọ bán sẽ đắt hơn nha quý vị. Hy vọng quý vị sẽ mua bánh ủng hộ cho cô Thọ. Đó, đi xa xa nhìn là thấy cô Thọ liền luôn á. Bây giờ cô Thọ chuẩn bị đi chưa? Cô Thọ lấy cho con hai cái bánh chả lợn á. Lấy tiền trong đây gửi cho con. Dạ thôi, mua ủng hộ chứ. Dạ thôi, dạ thôi. Hai cái 14.000 đó cô Thọ. Không, có 10.000 à. Dạ? Có 10.000 à. À 10.000 hả? Dạ. Để đây tí con viện rửa tay con ăn. Vậy thôi con chúc cô Thọ bán đắt nha. Dạ, cảm ơn. Có số điện thoại của cô Thọ đó rồi ai có muốn ăn thì ủng hộ cho cô Thọ. Đây là xe cô Thọ đẹp. Đẹp và đẹp hơn rồi đó. Cái tủ kính thì nó sạch sẽ quý vị, còn cái tấm này thì vàng nổi lên cho mọi người đi ngang mọi người thấy á. Đó, xe bánh miền Tây của Thọ. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Tha nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phú Tha. Để Phú Tha sửa lại cái này một chút xíu nè quý vị. Tại vẫn cứ cảm thấy nó chưa đẹp. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Xin chào quý vị.